xe chế điện con đời thì được hết. Chưa ấy. Không. Ăn chi? Ăn chi không? Chưa có ăn chi không? Ừ. Không hết à. Thôi cố gắng. Thế là mình mặc ăn lâu rồi bây. Rồi gọi xe đây, không phải mình mập này. Xe luôn. Không phải đâu. Không phải đâu, xe mình mập xe màu đỏ, màu đỏ với xe này, màu trắng không phải đâu. Đường 6 chính phố quá nè, theo cái xe tẩy muôn tỷ đó, cố gắng đời tỷ đó thế. À, cái gì á? Có mệt lắm á? Xe lâu rồi vậy. Mấy giờ rồi bé? 7:30. Bên xe cố gắng hết không mệt thế? Mệt lắm rồi hả? Xoang à? Con mệt chứ mà mệt đâu hả? Không. Tụi về mà. À. Tụi về mà uống bịch sữa đồ rồi thì cũng mệt rồi. Người khỏe rồi. Tôi cố gắng đi. Có, cho xe máy vô.
không lâu nữa. Chưa đến. Hả? Chưa đến, sao chưa đến? Ừ đúng rồi, ở bên đó thì bỏ bố mày được. Nhưng mà điện của hư luôn. Ừ, để nó hư.